tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Kiếp Lầm Than của nhà văn An Khê. Tác phẩm được đăng dài kỳ trên một nhật báo ở Sài Gòn năm 1970. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5. Trọng Đức thương mến quá đỗi, chàng xúc động mạnh nên không còn giữ ý được. Chàng vòng tay ôm trọn lưng thon và đặt một chiếc hôn trao gửi nhiều thương cảm lên trên mái tóc. Trong bóng tối quờ quạng, người con gái rung lên khe khẽ và buông lơi thân mình trong vòng tay của Trọng Đức. Đôi tay của nàng chồm lên ôm cổ Trọng Đức và bờ môi nửa kín nửa hở quyện lấy đôi môi của anh chàng kép trẻ siết chặt. Ôi, chiếc hôn kéo dài thật đắm đuối thiết tha và tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Chiếc hôn của chàng trai này thật nồng nàn ngây ngất, khiến cho cô gái bàng hoàng như vừa trải qua một giấc mơ êm đẹp và hãy còn nuối tiếc hoài giấc mơ ấy. Nàng là cô gái mới lớn lên, chưa hiểu gì về tình yêu, nhưng lại thích đi tìm những cảm giác mới lạ. Chiếc hôn mà Trọng Đức vừa trao đổi cho nàng, nàng cảm thấy đam mê và muốn được hưởng thêm nữa. Một cô gái trẻ đẹp, sống trong một gia đình giàu có nhưng lại nghiêm khắc, không được gần gũi chuyện trò thân mật với những người con trai cùng trang lứa. Bị đưa vào ký túc xá để lo việc học hành thì đâu có thời giờ làm quen với mây gió, hoa ngàn. Lần đầu tiên được người con trai ôm trọn thân mình trong vòng tay rắn chắc, trách nào nàng không lã người và ước mơ mộng tình êm đẹp. Trọng Đức cũng buông lời tình cảm trong phút giây bị con tim làm chủ. Chàng còn nghe hương vị ngọt ngào động lại ở bờ môi và tâm hồn chàng choáng váng như vừa mới uống xong một hớp rượu mạnh. Mùi hương nhẹ nhẹ thoang thoảng đưa vào mũi chàng và chàng hít đầy vào lồng ngực một cách khoan khoái. Nhưng Trọng Đức giật mình sững lại như có một luồng điện xâm nhập vào cơ thể. Chàng cau mày nghĩ ngợi. Ồ, lành đâu có mùi hương kỳ lạ này. Mùi hương của lành là mùi hương tự nhiên của cô gái trinh nguyên, mùi hương da thịt. Mùi hương này giống như của một loài hoa quý. Đúng rồi, mùi thơm của loại nước hoa đắt giá. Nó thơm dịu dịu thoang thoảng, khiến cho người ngửi cảm thấy dễ chịu gây ngất. Chàng đã đoán được mùi hương thơm tho đó nên cũng băn khoăn thắc mắc. Ồ, như vậy thì lạ thật. Lành là gái quê mùa, vả lại gia đình đâu có giàu có. Lành đâu có thể nào dùng những thứ nước hoa đắt tiền để trang điểm vẻ đẹp cho người con gái. Những loại xa xỉ phẩm chỉ có ở những người dư tiền và có lắm thời giờ nhàn rỗi để trau dồi cho sắc đẹp. Lành suốt ngày lu bu với công việc đồng ruộng và làm quần quật với công việc nhà, như vậy không phải là lành. Nhưng là ai đây? Cô gái nào mà mình lầm lẫn? Trọng Đức chợt nghĩ và cũng hành động một cách máy móc. Chàng xô đẩy cô gái ra khỏi vòng tay ấm áp của chàng. Cùng lúc cô gái kia cũng xô đẩy mạnh chàng mà có vẻ hờn lẫy giận dỗi. Trọng Đức ngơ ngác sửng sốt, mấp máy hỏi: Ai đây? Cô là ai? Gì vậy? Sao không nói? Tôi... Chương 4. Trách chi cái số đào hoa. Cô bà Dung đi tới đi lùi và dòm ngó giáo giác, miệng kêu réo inh ỏi: Hạnh ơi! Hạnh à! Mày đâu rồi? Con nhỏ này thiệt tình à! Mới đây mà đi đâu mất hả? Tới giờ này chưa có sửa soạn gì hết, cơm nước cũng chưa lo ăn, để còn sửa soạn đi coi hát. Cô vừa bước đi vừa cằn nhằn luôn miệng: Con nhỏ này không có biết lo gì hết á. Ai lo sẵn thì lo hả? Con nhỏ này can nó không nổi. Giờ này trễ giờ hát cho mà coi. Hạnh à! Ủa, mới đây nó đi đâu kìa? Nó không có ở trong phòng. Nó đi đâu? Lạ lùng thiệt. Cô bà Dùng đi trở lại phòng Trọng Đức lẩn trốn. Cô cằn nhằn cửi nhửi và hậm hực bực tức lắm. Trông thấy lành đứng lấp ló ở dưới bậc thềm nhà, điệu bộ quýnh quán, mà hình như sợ có ai trông thấy nên đứng nép mình bên chậu kiển. Cô bà Dung thấy điệu bộ của lành thì cau mày thắc mắc. Cử chỉ kia có vẻ gian dối chứ không được đàng hoàng chân chính. Cô cất giọng gọi lớn: Lành! Lành à! Dạ. Mày làm gì đó? Dạ, không có làm gì hết. Sao mày đứng lấp ló ở chậu kiển? Dạ, con đứng chờ cô Tư. Ủa,
Cô mày biểu hồi nào? Dạ hồi nãy cô em biểu ra đây đứng chờ. Vậy cô mày đi đâu? Dạ cô em ở bên ông. Đâu có, tao mới đi ngang qua bển đây. Tao dòm vô tao đâu có thấy cô mày. Mày biết cô mày đi đâu không? Dạ không. Cô bà Dung nhíu mày suy nghĩ. Ủa lạ kìa. Dạ cô em không có ở. Không có, tao kiếm trong phòng cũng không có, ở bên ông cũng không thấy, không biết đi đâu nữa. Lành cũng sửng sốt lẩm bẩm. Ủa đi đâu? Làm sao đây? Đi đâu hết rồi? Mà đi đâu? Dặn ở đây mà. Nghe Lành nói lải nhải luôn miệng, cô bà Dung hỏi lại. Mày nói gì vậy Lành? Mày nói cái gì? Đi đâu hết? Dạ đâu có, em nói không biết cô Tư đi đâu rồi, kiếm cùng. Thôi mày chạy đi kiếm cô mày mau lên, tao cần gặp, có chuyện gấp. Mau lên đi, nói tao đợi ngang không. Dạ dạ. Kiếm ở đâu? Trời đất ơi thì đi kiếm chứ, tao biết ở đâu mà tao nói. Đi mau đi, ở đó mà nói ngớ ngẩn. Tao đang bực mình đây nè, đi coi hát mà đi trễ giờ, thà ở nhà còn sướng hơn. Đi coi như vậy còn thêm tức nữa. Mày đi xuống mé kia kìa, tao đi trở lại trên này. Dạ. Lành hối hả chạy đi, cô bà Dung cũng nhanh chân bước đi. Từ nãy giờ đứng trong bóng tối, Trọng Đức nghe rõ những lời đối thoại ở phía bên ngoài. Chàng hồi hộp lo âu vô cùng. Mấy lần chàng muốn nắm tay cô gái mà chàng không quen biết để chia sẻ sự lo âu với chàng, nhưng đã ngỡ ngàng vì sự nhầm lẫn, làm chàng đành phải đứng im chịu trận. Tiếng nói đã ngừng bặt và tiếng chân đã đi xa. Cô gái chụp bàn tay Trọng Đức bóp mạnh. Đi mau. Chốt cửa xoay nhẹ và hé mở ra. Cô gái ghé mắt nhìn ra ngoài. Phía hành lang vắng tèo, cô gái lôi nhanh Trọng Đức ra. Hai người nhìn giáo giá tìm kiếm Lành đi về phía nào cũng không biết. Cô Từ Hạnh cảm thấy lo gại, nếu không có Lành thì làm sao đưa Trọng Đức thoát ra khỏi nơi đây. Nàng không thể nào dẫn đưa Trọng Đức thoát ra ngoài, vì trông thấy mặt nàng thì mọi việc sẽ đổ bể ra hết. Nhưng không đưa Trọng Đức đi ngay bây giờ thì làm sao trốn thoát được, vì chút nữa đây mọi người sẽ được lệnh đổ xô đi tìm bắt Trọng Đức, và nàng biết đưa Trọng Đức ẩn trốn nơi nào. Cô Từ Hạnh khổ tâm hết sức. Cô tưởng tượng lúc Trọng Đức bị bắt lại thì nhẹ thở dài, tiếc rẻ công lao khó nhọc của nàng từ nãy giờ. Và nàng nghĩ lại chiếc hôn môi nồng cháy mà chàng đã trao cho nàng trong bóng tối. Bất giác nàng sờ tay lên môi và hãy còn tiếc nuối. Hương vị ngây ngất đấm say kia sẽ làm cho nàng nhớ mãi không quên, đã gây cho nàng những cảm giác mà nàng không thể nào diễn tả được. Cô Từ Hạnh quay mặt lại nhìn Trọng Đức và cũng hiểu chàng đang lo âu thắt thỏm như nàng vậy. Bốn mắt nhìn nhau, dù không mở miệng nói một lời nào, song những ý nghĩ rất hòa hợp. Vừa lúc đó có tiếng chân đi. Cô Tư Hạnh quýnh quán nhìn ngược nhìn xuôi và lôi kéo Trọng Đức chạy dọc theo hành lang qua phía bên kia. Trọng Đức không nói không rằng chạy theo bén gót cô Tư Hạnh. Hai người dừng lại thở hổn hển, vừa sợ sệt vừa hồi hộp. Cô Tư Hạnh vặn chốt cửa và đẩy Trọng Đức vô tuốt trong phòng. Nàng cũng theo vào và khép cửa lại, đưa tay đè chặn trên ngực, nét mặt bơ phờ mệt nhọc. Trọng Đức quan sát chung quanh thì đoán biết ngay phòng riêng của cô Tư Hạnh. Chàng liếc mắt nhìn về phía cô gái và bắt gặp nàng cũng đang hướng mắt về chàng. Hai người nhìn nhau rồi cùng ngoảnh mặt quay đi nơi khác. Cô Tư Hạnh mở hé cửa nhìn ra ngoài. Trên hành lang một cô gái đang hướng về phía phòng nàng. Quá sợ hãi âu lo nên cô Tư Hạnh buộc miệng kêu nho nhỏ. Chết rồi. Trọng Đức hỏi nhanh. Gì đó? Có người. Ai vậy? Chị Mã Kim Hoa. Mã Kim Hoa nào? Vợ chưa cưới của anh hai tôi. Trọng Đức rón chân chồm người, mũi miệng chàng tựa vào mái tóc cô Tư Hạnh và mắt chàng dán chặt vào khe cửa để nhìn mặt người mà cô Tư Hạnh vừa nói. Người đó là vợ. Vợ chưa cưới. Hơi thở phì phà trên mái tóc của nàng nghe ấm áp lạ thường, và nàng đứng im không nhúc nhích cử động. Nếu nàng ngẩng đầu lên là chạm ngay vào cảm giác của Trọng Đức. Nàng đang mơn màng với hơi thở của chàng trai, song mắt nàng vẫn theo dõi cô Kim Hoa. Thấy cô gái đi lần tới, nàng vội khép kín cửa lại. Chết rồi, chị ấy đi lại. Biết vô đây không? Chắc chắn là vô đây rồi. Mã Kim Hoa thân thiết với nàng hơn là chị của nàng. Mỗi lần tới nhà chơi là đi tìm kiếm nàng trước và đi thẳng vào phòng riêng của nàng. Cô Từ Hạnh lo sợ cuống cuồng không biết xoay trở cách nào để giấu giếm Trọng Đức. Nếu nàng không nghĩ ra mưu kế kịp thời thì Mã Kim Hoa vào đây sẽ hay hết mọi chuyện.
Chợt cô Tư Hạnh nghe tiếng cô Ba Dung réo gọi Mã Kim Hoa. Chị Kim Hoa, đi đâu đó? À cô Ba, chị đi đâu vậy? Đi lại đây chơi. Ờ, tối nay có tuồng hát hay lắm nên tôi lại đây rủ hai cô coi hát chơi. Cô đi không? Đi chứ chị. Vậy thì sửa soạn đi, giờ này mình đi tới rạp hát vừa rồi. Tới sớm một chút cũng không sao, mình ngồi nghỉ cho khỏe rồi mình coi hát. Đi ngang cô Ba Dung. Dạ, tụi em cũng tính sửa soạn đi nè, nhất định phải đi coi hát rồi. Ở nhà chịu sao nổi. Mà tối nay hát tuần gì vậy chị Mã Kim Hoa? Ờ, để coi. Hát tuần Quyền Chân Công Chúa. Hay lắm cô ơi. Ờ, tuần đó hay lắm. Cô Đào Nguyệt Hồng đóng vai công chúa Huyền Chân, còn Kép Trẻ Trọng Đức đóng vai Trần Khắc Chung. Hai người đó đóng xứng với nhau lắm. Cột trụ của gánh hát Ánh Hồng mà, không đóng cặp sao được. Cặp Đào Kép đó khỏi chê. Một người đẹp trai, một người đẹp gái. Riết rồi em ghiền nghe giọng ca của Trọng Đức quá chị à. Giọng ca mùi mẫn mà hấp dẫn ghê hồn. Đi coi hát, nó thấy mặt mày Trọng Đức là đáng đồng tiền rồi. Anh Kép đó đẹp trai quá chừng à. Thiệt tình em chưa thấy ai đẹp trai như vậy. Trên sân khấu thấy đẹp, chắc ở ngoài cũng đẹp vậy. Thì ở ngoài cũng bảnh trai vậy chứ gì. Cô Tư Hạnh đâu rồi? Mấy cô sửa soạn cho xong chưa? Tụi mình kéo nhau ra chợ. Cô Ba Dung quay mặt ngó ngược ngó xuôi. Con Hạnh đi đâu mất từ nãy giờ à? Em kêu ôm sòm không nghe tiếng tâm gì hết, không biết nó đi đâu nữa. Em có biểu con ở đi kiếm nó rồi. Con nhỏ này kỳ cục hết sức vậy đó chị. Hồi chiều thì rủ em đi coi hát, bây giờ không chịu lo sửa soạn đặng đi. Mã Kim Hoa nói. Hay là cô Tư ngủ trong phòng? Trời ơi, em kêu réo ôm sòm mà có nghe nó ư hử gì đâu. Nó ngủ nó cũng nghe tiếng chứ. Sợ cô Tư ngủ mê quá đâu có nghe. Ngủ gì mà ngủ như chết. Kêu muốn rát cổ họng. Thôi mình mở cửa phòng vô kéo cô Tư dậy. Chắc là cô Tư ngủ chứ không có đi đâu hết. Mình đi vô phòng cô Tư. Cô Tư Hạnh nghe Mã Kim Hoa nói vậy thì trong lòng nơm nớp lo sợ. Ngoài mặt nàng đứng tựa lưng vào cửa, và nếu nàng khóa cửa lại, bên ngoài nghe tiếng khua động. Nàng đưa mắt cầu cứu với Trọng Đức, vì nàng lo sợ sức yếu sẽ không chống đỡ nổi cánh cửa khi bị sức đẩy mạnh ở bên ngoài. Trọng Đức cũng mau chân bước lại. Chàng đưa hai bàn tay đè mạnh cánh cửa và hai chân đứng dang rộng để giữ thăng bằng. Có tiếng chân đi tới bên cửa và cái chốt xoay lắc mạnh. Hạnh ơi! Hạnh à! Mày ngủ hả Hạnh? Ủa sao không nghe tiếng? Cửa phòng cứ ngắt đẩy không vô. Ủa con nhỏ này sao không nghe tiếng nó trả lời? Mã Kim Hoa lắc đầu tiếp. Cô Tư khóa trái cửa đi đâu rồi? Ủa nó đi đâu kìa? Mình đi kiếm cô Tư. Mã Kim Hoa kéo tay cô Ba Dung đi về phía nhà mát. Ở trong phòng cô Tư Hạnh thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm cả thân người. Trọng Đức cũng buông tiếng thở phào khoan khoái và nhướng mắt nhìn nàng, niềm vui thể hiện. Cô Tư Hạnh vuốt nhẹ nhẹ trên ngực. Hú hồn hú vía à, sợ muốn chết đi được. Tôi cũng nín thở thấy mồ. Bộ tôi dám thở sao? Tôi run muốn chết vậy đó. Sợ cánh cửa bật ra ở trong kềm hỏng lại. Cũng may chị Mã Kim Hoa vô tình góp lời vô. Không thôi chị Ba chỉ đứng kêu réo một hồi thì bị nguy hết. Hú hồn hú vía. Bây giờ cũng còn run thấy bà. Tôi sợ cô lên tiếng. Trời ơi, lên tiếng đặng chết hả? Lên tiếng thì phải mở cửa. Mà mở cửa chỉ vô chỉ thấy như vậy nè. Bộ tôi ngu sao? Trọng Đức cười chúm chím. Cô Tư Hạnh nguýt mắt một cái dài. Bây giờ tính sao đây? Bộ ở trong này hoài sao? Kiếm cũng không thấy tôi, chỉ dám phá cửa vô đây lắm mà. Cô tính sao? Trời đất, tôi hỏi anh hỏi lại tôi cũng như không. Tôi cũng đâu có biết tính sao bây giờ. Thôi, thì để tôi trốn ra ngoài. Chứ còn ở đây tôi sợ gây liên lụy tới cô. Vì tôi mà cô phải chịu cảnh hồi hộp âu lo, sợ hãi như vậy. Thiệt, tôi hối hận hết sức. Nếu không có cô giúp đỡ thì tôi cũng bị nguy từ lâu rồi. Chứ giờ này đâu có còn đứng ở đây. Thôi, cô mở cửa để tôi đi đại ra ngoài. Tôi ráng trốn ra khỏi nhà cô. May ra, ý, không được đâu. Một mình anh đi, anh trốn không thoát đâu. Vậy chứ làm sao bây giờ hả cô? Cô Tư Hạnh nhíu mày suy nghĩ. Tôi cũng rối trí quá à. Đưa anh đi ra ngoài thì tôi không dám. Mấy chị đi kiếm thì tùm lum. Tôi ra ngoài thấy mặt tôi thì tôi làm sao giúp anh được. Mà anh cũng không chạy thoát. Làm sao đưa anh đi khỏi nhà?
Chần chờ một hồi, người ta đổ xô đi kiếm anh cho mà coi. Tôi biết thế nào bà tôi cũng sai biểu đi lục soát cắt gao, tìm bắt cho được anh. Cái đó là cái chắc rồi, tôi cũng đang lo sợ. Nhưng mà có sợ cũng không nổi nữa, vì bây giờ tôi đang ẩn trốn trong phòng riêng của cô. Tôi chưa đi khỏi nơi đây, nếu người ta tìm thấy tôi ở trong phòng này. Cô Tự Hạnh ngắt lời Trọng Đức. Thôi anh đừng có than thở nữa, phải tính cách nào cho êm. Anh lo thì tôi cũng sợ thấy mồ tổ đây nè. Chuyện tới đâu hay tới đó, anh đi ra ngoài bây giờ cũng không được. Một mình anh đi là anh bị bắt liền à. Ráng chờ một chút nữa thử coi. Vừa lúc đó tiếng chào người. Nàng ra dấu im lặng và lắng tai nghe ngóng. Trọng Đức không dám thở mạnh, chàng cũng ngáp tai vào cửa. Hơi thở nhẹ nhẹ của chàng phả vào mặt mũi của nàng. Hai thân mình đứng sát vào nhau và hòa cùng hơi thở. Trong giây phút phập phồng lo sợ, do nàng cũng cảm thấy thích thú vì được kề hơi ấm của chàng trai. Tiếng nói vang lên nho nhỏ. Cô Tư ơi, cô Tư ơi. Mắt nàng sáng rực. Lạnh, lạnh trở lại kìa. Trọng Đức cũng vui mừng tươi tỉnh, mắt chàng nhìn nàng và môi cũng lấp bấp. Đúng, tiếng nói của Lành. Cô Tự Hạnh gật đầu, nàng mỉm miệng cười, mắt sáng long lanh. Nỗi vui mừng hớn hở hiện rõ trên khuôn mặt của nàng. Lành đã trở lại, tức là sẽ đưa Trọng Đức trốn thoát khỏi nơi đây. Nàng sẽ không còn bị vướng bận thêm nhiều rắc rối nữa. Trọng Đức đi khỏi là nàng hết phập phồng lo sợ, nhưng trong niềm vui tươi chợt hằn lên nỗi buồn man mác. Nàng cảm thấy luyến tiếc một cái gì như vừa bị đánh mất, mà nàng trao về Trọng Đức nỗi niềm thương nhớ. Trọng Đức cũng đọc thấy trong ánh mắt kia những gì sâu xa ẩn kín. Chàng nhỏ giọng lên tiếng. Cô Tư, tôi thành thật cảm ơn cô. Nếu tôi đi khỏi nơi này rồi, tôi sẽ không bao giờ quên ơn của cô. Nhờ cô đã tận tình giúp đỡ tôi. Thôi anh đừng nói nữa, ơn nghĩa gì mà anh nói tiếng mang ơn. Để tôi kêu Lành đưa anh đi. Vừa nói, cô Tư Hạnh vừa mở hé cửa. Lành kêu nho nhỏ nhưng không nghe tiếng đáp lại, nên đã bỏ đi qua giải phòng khác để kiếm tìm. Nàng khép cửa lại. Mới đây mà bỏ đi đâu nữa rồi, tôi đã căn dặn kỹ mà không làm theo lời tôi. Đi lung tung điều này đổ bể chuyện hết, thiệt tức mình à. Nàng cầu nhào trong miệng. Trọng Đức vội nói. Cô nhìn kỹ chưa? Tôi hé cửa ra nhìn không thấy ai hết. Mới vừa nghe tiếng nó mà nó đã xẹt đi đâu mất rồi. Không dám hé cửa lớn, sợ rủi có ai bắt chợt đi tới nên phải lấp ló nhìn. Chết không, tức mình con Lành quá. Thôi để tôi đi ra, chắc Lành cũng lẩn quẩn phía bên kia. Ừ, chắc nó xẹt qua bên kia. Nhưng anh đi ra không được đâu, nguy hiểm lắm. Ờ, có tiếng chân đi tới nữa kìa. Chắc Lành trở lại. Để tôi hé cửa coi cho chắc ăn, lên tiếng rủi không phải còn nguy nữa. Cô Tự Hạnh trông thấy Lành đã trở lại, toàn lên tiếng kêu gọi. Vừa há miệng thì ở một khúc quanh của dãy hành lang, một bóng người bước nhanh ra và mở lời trước. Lành! Lành vội quay mặt lại. Ủa? Vậy mà tưởng... Mày đi đâu vậy? Chú hỏi chi vậy? Tư Được nhìn Lành một cách soi mói và gần giọng tiếp. Tao hỏi mày đi đâu sao mày không trả lời hết cho tao biết? Tôi đi kiếm cô Tư. Cô Tư ở đâu mà mày đi kiếm? Mày đừng có nói láo nói sượt. Bộ mày tính qua mặt tao hả? Mày nói thiệt đi. Mày đi kiếm cái gì chàng ràng ở đây? Tôi nói tôi kiếm cô Tư. Sao chú không tin tôi? Mắc mớ gì chú? Mày đừng có hỗn nghe. Tao không ưa cái thứ hỗn láo. Tao biết mày ở đây làm gì rồi. Lành liếc ngang liếc dọc. Chú này nói kỳ cục quá hà. Nói gì kỳ cục? Mày biết ông hội đồng sai tao đi kiếm thằng đó khắp nơi mà không thấy. Mày dắt thằng đó đi trốn ở đâu rồi? Thằng nào vậy chú Tư? Chú nói ai? Tôi đâu có quen biết với ai đâu. Mày đừng có làm bộ làm tịch. Mày không dẫn nó đi thoát đây được. Lúc nãy cô Út Biểu nó đứng ở bên kế bên phòng khách. Rõ ràng nó đi vô đó. Nhưng bây giờ vô kiếm thì nó biến đi đằng nào mất tiêu rồi. Nếu mày không dính dấp vô thì mày không có đứng đây. Lành, mày nói thiệt đi. Mày không giấu giếm được đâu. Ông hội đồng ra lệnh kiếm tìm gắt gao lắm mà. Quyết bắt cho được cái thằng ranh kia. Lành à, mày giấu ở đâu hả Lành? Trời ơi, tôi đâu có biết. Tôi đâu có biết người nào mà chú nói tôi vẫn đi trốn. Mày nói láo. Thằng đó ở trong nhà mày mới hồi chập tối đây nè. Mày còn làm bộ hỏi đố lại nữa hả? Thằng đó là thằng nào? Ở trong nhà mày đó. Mày che giấu nó tức là mày đồng lõa với thằng đó rồi. Lành cố chối quanh. Tôi nói với chú là tôi không có biết.
Người nào quen với gia đình tôi đâu mà đâu có ai vô nhà hồi chập tối. Chắc là chú lầm lẫn với ai rồi. Không có đâu chú Tư. Tao đâu có phải là con nít mà mày hòng gạt tao. Có hay không rồi mày sẽ biết. Bây giờ đi với tao. Đi đâu vậy chú Tư? Tôi đâu có rảnh, tôi đi kiếm cô Tư có chút chuyện. Nín đi mày. Đi với tao lên gặp ông Hội. Mau lên, tao không có giỡn mặt với mày đâu. Ông Hội chờ mày rồi mày sẽ biết chuyện gì. Cho mày bỏ cái tật léo lự à. Miệng lưỡi của mày chua ngoa lắm. Mày tưởng tao là con nít nhỏ để mày lừa gạt hả? Tư Được kéo tay Lành đi. Cùng lúc đó, mấy người giúp việc trong nhà ông Hội Đồng đổ xô tới. Tư Được vẫy tay gọi lia lịa. Anh Bồi, chị Bếp, ông Năm làm giường, mấy chú ở nhà, lại đây hết coi. Nghe Tư Được lớn tiếng kêu réo, họ lật đật chạy lại. Người kêu Tư Được bằng chú, người kêu bằng anh, người nào cũng hỏi chuyện rối rít. Gì đó anh Tư? Chuyện gì vậy chú Tư? Mấy người chưa hay gì hết sao? Hay chuyện gì đâu? Nghe ông Hội la lối quát tháo ôm sờ mà tụi tôi quýnh lên chạy có cờ. Không hay biết mẹ gì hết. Nghe la người nào cũng quản lên hết. Ông Hội biểu đi bắt cho được cái thằng in hồi nãy tụi tôi thấy cô Út dẫn vô. Không biết phải người đó không? Đúng là thằng đó rồi. Bắt không được nó là tụi mình bị ông Hội xài xế nặng à. Ủa vậy chứ hồi nãy về cô Út muốn xin tội cho thằng đó, nhưng ông Hội không chịu, nhất định trừng phạt. Hồi nãy cô Út biểu nó đứng ở phòng ngoài chờ đợi. Chắc là nó nghe câu chuyện cãi vã giữa cô Út với ông Hội, nên biết thân phận của nó bỏ trốn đi đâu mất. Chắc nó chưa thoát ra ngoài được đâu. Nó trốn chui trốn nhủi quanh quẩn đây nè. Tụi mình sớm lại đi kiếm lục soát hết mấy góc kẹt, mấy hang hốc, kiếm hết mấy cái phòng coi nó có chung vô đó trốn không. Nhất định phải kiếm cho được nó. Chắc chắn nó còn ở trong nhà ông Hội à. Thôi anh em đi chia nhau đi kiếm đi. Phải ha, mình chia nhau đi kiếm chắc ăn. Đừng có đi chùm nhum như vậy nó trốn thoát được. Ai mà dè thằng đó là kẻ gian. Thấy nó đi với cô Út, tưởng đâu là người quen biết với gia đình ông Hội. Phải mình biết trước mình lo trước, mình đứng hùm sẵn. Nó có một cánh bay lên cũng không thoát khỏi. Mấy người giúp việc nhà cho ông Hội chia ra, mỗi người đi mỗi chỗ tìm bắt Trọng Đức. Bọn trai tráng cũng hô hào chạy tủa ra xung quanh ngôi nhà của ông Hội. Kẻ cầm dây luộc, người cầm gậy cầm hèo, và đốt đèn đốt đuốc sáng như ngày hội. Tiếng người nói chuyện, tiếng chân đi bình bịch ở ngoài sân vang vào phòng cô Tư Hạnh nghe rõ ràng. Hai người đứng nép bên nhau và cùng âu lo sợ hãi. Cô Tư Hạnh thì thào nói: Anh ơi, bây giờ làm sao đây? Tôi sợ chắc không xong quá. Phải chỉ đi sớm một chút, mọi người chưa đổ xô đi kiếm thì mai ra trốn được. Chứ bây giờ trong nhà đều hay hết trơn rồi. Tôi mà ló mặt ra ngoài thì bị túm liền. Còn ở trong phòng cô hoài, tôi cũng ngại quá. Mà không biết có được yên thân hay không. Hay là chút nữa đây người ta cũng kêu cửa ở phòng cô. Cô lên tiếng thì khổ cho tôi. Còn như im lặng mà cửa đóng, người ta cũng sinh nghi, người ta dám phá cửa vô lắm. Không lẽ cứ ẩn mặt trong này hoài. Mấy cô kia cũng đang tìm kiếm cô dữ dội, cô cũng phải ra mặt chứ. Cô Tự Hạnh thở dài. Đành răng như vậy rồi, nhưng còn anh biết tính sao đây? Tại trễ một chút mà làm hỏng hết công việc à. Bây giờ đi ra không được, ở lại cũng không xong. Tôi lo quá. Gần tới giờ hát rồi mà tôi chưa về tới rạp đang sửa soạn trình diễn. Giờ này chắc anh chị em trong gánh hát nhôn nhau lên đi kiếm tôi. Tới giờ sắm tù mà chưa ai thấy mặt tôi, chừng kéo mạng mới khổ nữa. Còn sớm mà anh. Cô đi coi hát thì cô cho là còn sớm. Chứ đào kép sắm tuồng á, gần cả tiếng đồng hồ lận. Trang điểm kỹ lắm, mới ra mắt khán giả cô à. Như vậy tốn mất nhiều thì giờ. Họ lo quýnh quán lên. Ông bầu gánh chắc cằn nhằn tôi dữ lắm. Ông nói tôi đi chơi ham vui, chưa chịu về rạp. Chứ ông đâu có hay tôi bị kẹt ở đây. Bỏ đêm hát này, không biết ra sao. Tới giờ hát thì phải kéo màn chứ đâu có chần chờ được. Nếu anh về không kịp. Cũng có người thế tôi, nhưng sợ khán giả không dự ý. Lúc nào trong gánh hát cũng phải tập dượt một hai người để đóng vai thế cho đào kép chánh. Rủi ro họ bị ngã bệnh bất thình lình. Trường hợp đó là trường hợp bất đắc dĩ mà thôi. Nếu còn ca hát được thì cũng ráng đóng cho trọn vai tuồng của mình. Vì thay thế người như vậy khán giả không thích. Có nhiều khi gặp người khó tính, họ trả giấy lại không thèm coi. Cái đó mới chết. Gánh hát đang hay có tiếng mà tự nhiên lại xuống dốc là cũng tại cái điều đó. Thiệt là ngặt cho anh hết sức à. Đêm nay anh hát tuồng Quyền Trân Công Chúa phải không? Tuồng này hay không anh?
Ai nói với cô hát tuồng Quyền Trân? Hồi nãy anh không nghe chị Mã Kim Hoa với chị tôi nói chuyện sao? Mấy chị nói hát tuồng Quyền Trân công chúa. Trong lúc phập phòng lo sợ, nhưng Trọng Đức cũng cười tủm tỉm. Đâu phải hát tuồng đó. Ủa vậy chứ hát tuồng gì? Hát tuồng Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Trời ơi, tuồng đó hay ác hén anh. Ờ, tôi nghe ai cũng khen tuồng đó. Phần đông người ta thích lắm. Nó vừa hay vừa cảm động vô cùng. Mấy bà mấy cô coi tuồng hát đó, người nào đôi mắt cũng ướt rượt. Tuồng Lương Sơn Bá tôi chịu lắm mà. Tôi coi chắc tôi cũng khóc. Tôi lại mau nước mắt nữa. Làm sao đi coi chứ, bỏ qua uổng lắm. Nhưng sực nhớ lại, Trọng Đức vẫn còn bị giữ ở nhà nàng, nên nàng tắt lưỡi hít thà. Còn anh, bây giờ sao? Có anh đóng vai đó mới hay, để người khác thế đâu có hay ho gì. Khán giả người ta ái mộ anh vắng mặt. Tôi lo là như vậy. Nếu đêm nay tôi không có hát thì tôi không thèm lo. Rủi ro có bị giữ lại đây, có phải rắc rối lôi thôi đủ thứ chuyện không? Đêm này kể ra là đêm hát đầu tiên ở điện này. Ông bầu ông chọn lựa tuồng tích kỹ lắm để ra mắt khán giả. Đêm nay thiếu mặt tôi, hư hết mọi việc. Đêm hát đầu tiên thành công hay thất bại cũng do đó tất cả. Thành thử tôi lo quá cô à. Tôi sợ đoàn hát sẽ tiếp nhận sự thất bại chua cay, cũng tại vì tôi. Cô Tư Hạnh nhỏ lời an ủi. Anh đừng vội buông ra những lời bi quan. Cô nghĩ xem, tôi không bi quan tuyệt vọng sao được, khi hoàn cảnh hiện tại của tôi. Vừa nói Trọng Đức vừa phát một cử chỉ biểu lộ sự chán nản. Cô Tư Hạnh cũng thở dài thường thường. Thiệt là rối trí. Như vậy hoài đâu có được. Nhưng không nghĩ được lối thoát. Trọng Đức toan tiếp lời, nhưng vừa lúc đó ở phòng kế bên có tiếng nói lớn. Trời ơi, bây giờ biết kiếm nó đâu bây giờ? Kiếm cùng không thấy à? Ai biết nó đi đằng nào? Gần tới giờ hát rồi. Tiếng của Mã Kim Hoa tiếp lời cô ba. Bây giờ gần 8 giờ rồi cô ba à. Như vậy mới chết. Gần 8 giờ mà thấy tâm dạng nó đâu. Ăn cơm nước rồi là đi liền. Con nhỏ Hạnh sửa soạn lâu hơn ai hết. Hay là mình qua kêu cửa lần nữa coi, không chừng cô ngủ trong phòng. Tại mấy hôm trước cổ đau nên bữa nay tính ngủ sớm để dưỡng sức đặng đi coi hát đêm chứ gì. Nếu lần này kêu cửa mà không nghe nó lên tiếng, bỏ nó nhà luôn. Chờ nó chắc đi coi hát trễ quá. Con nhỏ đó luôn luôn như vậy không à. Đi vô coi hát lần nào cũng trễ nải. Không mắc chuyện này cũng mắc chuyện kia. Nó sắm tuồng còn lâu hơn đào kép nữa đó chị. Mã Kim Hoa cười chím chím. Cô nói, em nói thiệt mà chị. Con Hạnh nó sửa soạn lâu thấy mồ à. Đi đâu với nó em bực mình lắm. Em cũng sửa soạn nhưng không diện kỹ như nó. Lần nào chờ nó cũng sốt ruột thấy bắt nổi nóng. Chị biết không, hễ tính đi đâu chơi đó cho nó hay trước, đặng nó sửa soạn lần thì vừa. Tại cái tánh của cô Tư làm việc gì cũng nhậm rãi lắm. Nó lò mò thấy ứa gan. Hôm trước tôi có nhờ cô Tư kiếm mướn giùm một con nhỏ ở để nó làm công việc lặt vặt trong nhà. Không biết cổ có... Cô bà Dung ngắt lời liền. Thôi đi chị ơi, chị chờ con Hạnh chắc còn lâu à. Chị nhờ nó kiếm hả? Nó hứa với chị nhưng chắc đôi ba tháng nữa cũng chưa có. Không, đằng này nghe nói con Lành nó có hứa với cô Tư rồi. Thành thử cô Tư mới hứa chắc với tôi chứ. Tôi cũng muốn kiếm một đứa giúp việc hiền lành, ngoan ngoãn, siêng năng, giỏi giắn như con Lành vậy. Tôi chịu con gái ở ruộng thật thà. Tôi không ưa cái thứ sảnh xẹ dòm ngó tới chủ nhà đặng bắt chước. Cô Tư có nói với tôi, con Lành nó có một đứa em bạn gì cũng dân ruộng, làm việc siêng năng lắm. Con nhỏ đó tên tốt hay tên đẹp tôi cũng không nhớ rõ nữa. Cô Tư có biểu con Lành dẫn lên giới thiệu đặng giúp việc cho tôi. Hởm rài tôi trông hết sức. Con Sen tôi cho nó nghỉ rồi. Con nhỏ đó nhí nha nhí nhảnh quá chừng à. Cho nó nghỉ là vừa. Ôi thôi hởm rài lay quay mệt quá. Bộ chị cho con Sen nghỉ rồi hả? Cho nghỉ rồi. Ở trong phòng, cô Tư Hạnh và Trọng Đức lắng tai nghe chuyện của hai người bên kia. Bất chợt Trọng Đức nhìn lại bàn phấn của cô Tư Hạnh, và đôi mắt của chàng sáng rực lên vui mừng khi nhìn thấy đầu tóc giả đặt bên bàn phấn. Chàng mấp máy đôi môi hỏi nhanh. Cái gì kìa? Gì đâu? Kìa, ở trên bàn phấn đó. À, tóc giả. Cô cũng có tóc giả nữa sao? Cô cũng xài tới thứ đó nữa à? Tóc cô cắt ngắn uốn đẹp như vậy mà cần chi tới đầu tóc giả? Cô Tư Hạnh chớp chớp đôi mi.
Hồi trước tôi xài tới, còn bây giờ hết xài rồi. Tóc đó ba tôi mua ở trên Sài Gòn cho tôi đó. Bộ lúc trước cô... Tại có một dạo tôi đau ban nên rụng tóc bộn. Tôi phải cắt ngắn và búi tóc giả mới coi được. Sau này tóc ra đều và dài, tôi không xài tới nữa. Tôi đi cắt uống cho nó gọn, mà chải gỡ cũng tiện lợi nữa. Cô Tư Hạnh ngưng lời và nhìn Trọng Đức một cách soi bói, thông thả tiếp. Anh hỏi tóc giả gì vậy? Bộ anh mới thấy... Trọng Đức cười mỉm. Thứ tóc giả đủ kiểu tôi đã biết từ lâu rồi. Thứ này ở trong gánh hát có thừa, để cho đào kép dùng tới. Tôi đâu có lạ gì. Ngặt thấy nó nằm ở đây tôi thắc mắc nên hỏi cô. Tôi không dùng tới cũng không biết cất ở đâu, nên vứt bừa ở trên bàn phấn. Ừ, sẵn có nó như vậy là tiện lắm. Anh nói sao? Trọng Đức chỉ tay và nói nhanh. Tôi muốn mượn nó. Cô Tự Hạnh cũng chưa hiểu ý của anh kép. Anh mượn đặng sắm tuần hát hả? Trọng Đức kề tai hạ thấp giọng. Tôi mượn đặng tôi giả cô hai tốt. Trời đất ơi, anh tính giả. Chưa biết sao bây giờ. Thế nào hai cô kia cũng qua đây kêu cửa. Không lẽ cô không lên tiếng, mà cô mở cửa thì tôi biết trốn ở đâu bây giờ. Trốn chui trốn nhủi ở đâu tôi cũng bị bắt. Hai cô đó vô là chuyện bể ra tùm lum hết trơn. Bây giờ cùng đường quá, tôi phải nghĩ ra cách đó. Anh nhắm được không? Xong không? Tôi sợ anh. Ở gánh hát tôi cũng có khi giả gái. Ờ, nếu có giả gái anh... Ừ, sao tôi lo quá à? Rủi anh tính chuyện đó liều lĩnh quá. Hai chỉ vô đây biết anh là... Rồi tôi ăn nói làm sao đây? Cô đừng lo, không đến nỗi nào. Tiếng của Mã Kim Hòa hối thúc cô ba dùng. Đi cô ba, mình qua kêu cô Tư, không thôi trễ giờ. Dạ, lần này em tức mình, em tông cửa vô lôi nó vậy. Cô Tự Hạnh lắng tai nghe mấy lời của cô ba dùng, hoảng hốt nên tái xanh cả mặt mày. Nàng quýnh quán đi tới đi lui trong phòng và rung lên. Trời ơi anh, làm sao đây? Anh mau mau đi, lẹ lẹ đi. Bây giờ anh tính sao? Trời ơi, tôi vừa nói Trọng Đức vừa chỉ tay về phía bàn phấn. Cô Tự Hạnh gật đầu lia lịa và đẩy mạnh vai Trọng Đức vào trong chiếc màn kéo để thay đồ. Vô đó đi, quần áo tôi ở trong đó đó, anh mặc đại đi, mau mau, không thôi chết. Cô Tự Hạnh sợ quá liền đưa tay quệt mồ hôi lia lịa, trong lòng nóng như lửa đốt. Nàng hướng mắt về phía tấm màn có Trọng Đức bên trong, luôn miệng hối thúc. Rồi chưa, mau mau đi. Nghe tiếng chân đi bên ngoài, cô Tự Hạnh càng hoảng lên. Trời ơi, rồi chưa anh? Trọng Đức khoác nhanh chiếc áo bà ba trắng vào mình và mặc chiếc quần sa tanh đen, chụp bộ tóc giả lên đầu và nhìn vào trong gương, vuốt ve sửa lại cho dáng khéo. Chàng khoác tấm màn bước ra ngoài, dáng điệu khoan thai khiến cho cô Tự Hạnh ngẩn ngơ và kinh ngạc. Nhưng nhìn lại thấy chiếc ngực lép kẹp, nàng kêu lên. Anh ơi, không được. Sau đó cô. Trời ơi, anh vậy là chết rồi. Chờ tôi, anh đi lại đây. Anh mặc cái đó vô coi mới được. Cô Tự Hạnh lại đẩy Trọng Đức trở vô trong màn và ra dấu bảo anh thay cho nhanh, vì bên ngoài tiếng chân đã ngừng hẳn trước cửa. Hạnh ơi, Hạnh à, ngủ hả Hạnh? Nàng không biết tính lẽ nào nên đành phải lên tiếng. Nàng rên ư ư nho nhỏ, làm tuồng như người bệnh hoạn không được khỏe. Nghe tiếng nàng bên ngoài, Mã Kim Hoa vội ứng tiếng. Đó, cô Tư ở trong phòng mà. Vậy nãy giờ đi kiếm cùng, cô ngủ ở trong phòng. Trọng Đức lên tiếng hối. Cô mở cửa ra, phải nghĩ cách nào đặng hai cô đó không nghi ngờ gạn hỏi. Anh tính sao? Tính mau đi. Cô nghĩ coi, cô với tôi ở trong này, không lẽ nói ngủ mà ngủ gì? Chủ tớ ngủ hết, ai mà tin cho được. Vậy chứ làm sao bây giờ? Thôi, cô nói cô đau. Trời đất ơi, cô lên giường nằm đi. Tiếng cô bà dùng kêu lên eo éo. Hạnh, Hạnh à. Ờ, ừ. Hạnh, mày sao đó Hạnh? Ờ, em khó chịu trong người. Mã Kim Hòa vội ứng tiếng. Cô Tư ơi, trong người cô khó chịu, cô có sao không? Cô mở cửa, cô dậy được không? Mở cửa được không cô Tư à? Sao đây anh? Trọng Đức ấn vai cô Tư Hạnh ngồi xuống nệm. Chàng nói nhanh. Bây giờ nói là cô đau thì phải làm ra vẻ đau ốm, chứ người ta vô đây thấy mặt mày tươi tỉnh thì biết ngay là nói láo. Cô để tôi giật gió cho cô. Không đợi nàng ưng thuận, chàng đưa tay xoa nắng và giật gió cho nàng. Cũng có vết đỏ ửng lên. Cô Tư Hạnh vừa ngã lưng xuống giường liền ngồi bật dậy. Ý, không được anh ơi.
Nói đau mà không có cạo gió ở lưng á, rủi chị biểu. Ờ, để tôi cạo gió cho cô. Không được đâu, tôi biết cạo gió mà. Tôi đâu có đau đâu, cạo làm sao có gió. Ê, đưa lưng đây, cạo sơ sơ. Cô Tư Hạnh ngượng ngùng không chịu vén áo, nhưng Trọng Đức nhanh nhẹn cầm đồng bạc quẹt vô hũ dọc cù là. Một tay vén áo nàng lên, một tay cầm đồng xu cạo lia cạo lịa, vừa thoa dầu vừa cạo. Trên lưng trắng nõn nà đã hiện lên những vết đỏ. Vì mấy hôm trước trong người cũng cảm thấy khó chịu, nhức đầu sổ mũi, nên bây giờ cạo lưng mới có gió. Trọng Đức hớn hở nói: Lưng cô có gió nè, như vậy đỡ quá. Thôi bây giờ cô nằm xuống đi. Tôi nằm. Ừ. Trọng Đức không lên tiếng mà chỉ ra dấu với nàng. Cô Tự Hành hiểu ý, rên lên khe khẽ và cất giọng mệt mỏi: Tốt à, ra mở cửa đi. Sao lâu quá vậy Hạnh? Mắt mượn con Tốt cạo gió, chờ một chút nó ra mở cửa. Trọng Đức vặn khóa và xoay chốt cửa. Cánh cửa được mở rộng ra, nhường lối cho hai cô gái đi vào. Vừa thấy mặt cô gái đã ở trong phòng cô Tự Hạnh, cô Ba Dung và Mã Kim Hoa cùng sửng sốt kêu lên một tiếng lớn: Ủa, ai đây? Vừa hỏi hai cô gái vừa chỉ tay vào Trọng Đức. Cô Tự Hạnh nhìn qua, cô gái có dốc mình cao dong dỏng, đang đứng thẹn thùng cúi mặt cắm móng tay. Hạnh, ai vậy? Cô Tư, cô này là ai đây? Ủa, sao ở trong phòng? Hạnh rên hừ hừ vài tiếng nhỏ và trở mình nằm nghiêng một bên. Chị Kim Hoa và chị Ba không biết ai đó sao? Đâu thấy lần nào đâu mà biết ai vậy Hạnh. Hai Tốt đó. Hai Tốt nào vậy? Ở đâu lại đây? Sao có người lạ trong nhà mình vậy? Con Hai Tốt này là em bà con bạn gì với con Lành nè. Nghe Hạnh nói, Mã Kim Hoa vội hớt lời: Phải con nhỏ mà con Lành nói để đặng giúp việc cho tôi phải không cô Tư? Dạ phải đó chị. Con Tốt đó, con Lành nó mới dắt lại hồi chiều đây. Trời ơi, mấy bữa rày tôi trông hết sức, bữa nay tính qua đây nhắc cô đặng cô đi mướn giúp giùm cho tôi. Thiệt mấy bữa rày tôi mệt ngất ngư vậy đó, không có đứa nào tiếp tay. Ủa, còn con Sen? Tôi cho nó nghỉ rồi cô à. Vậy sao? Chị không cho kiếm người rồi hẳn cho nghỉ. Ôi thôi cô ơi, lúc đầu tôi cũng tính vậy, nhưng mà ráng thêm vài bữa nữa không được. Nó nhí nha nhí nhảnh quá cỡ à. Có Phật ở trên bàn cũng nhảy xuống nói nó nữa. Thà ráng cực ít bữa chứ rầy la nó còn mệt hơn. Cũng may con Lành nó dẫn tới. Mã Kim Hoa ngẫm nghĩ Trọng Đức: Con gái ruột mà cao dữ hen. Con gái như vậy là cao giò. Dạ con gái ở ruộng mà chị, làm công việc xóc giác lắm nên nó đẩy đà cao ráo. Ờ cao, siêng năng giỏi vắng cũng như em Lành, hiền hậu ít nói nữa. Con nhỏ này dễ sai dễ biểu lắm, con Lành mới dẫn lại. Tội nghiệp, thấy cái gì cũng xắn tay áo làm lanh lợi, làm công việc vén khéo khỏi có chê. Em chịu mấy đứa như vậy đó chị. Cô Ba Dung nãy giờ không lên tiếng, nhưng đôi mắt thì quan sát Trọng Đức rất kỹ. Nàng ngắm nhìn từ đầu đến chân và sau cùng ứng giọng: Hạnh à, mày nói Hai Tốt đây hả? Dạ. Con Lành dẫn lại có giới thiệu gì không? Biết phải họ hàng thân thích với nó hay là người lạ? Mày phải hỏi kỹ, bây giờ không nên tin ai hết. Dạ có chứ, Hai Tốt là em bà con bạn gì với con Lành. Vừa nói Hạnh vừa liếc mắt với Trọng Đức, chớp mắt liên tiếp mấy cái. Con Tốt là con của Năm Tỷ, ở cách hai quê 20 căn nhà. Con Lành có xuống dưới nhà mấy bữa rày đặng xin cho con Tốt đi ở mướn. Vợ chồng Năm Tỷ nói để suy nghĩ, bữa nay chắc nghĩ kỹ rồi mới cho nó đi làm. Con Lành hiền hậu đã giúp việc lâu cho mình tin cậy nó được rồi. Con Tốt tuy con Lành mới dắt lại, nhưng xét qua cử chỉ cũng đoán hiểu được tâm tính của nó phần nào. Giả lại con Tốt là em bà con với con Lành thì dĩ nhiên chị em của nó phải hiểu biết nhau nhiều hơn chứ. Nó biết rành tính hết con Tốt đàng hoàng, nó mới dám đưa tới giúp việc cho mình. Nếu nó không rõ tánh ý thì nó đâu dám, nó cũng sợ bị tai tiếng lây. Mã Kim Hoa gật gù: Ờ, cô Tư nói phải đó. Chị em với nhau, bề nào mình cũng tin tưởng hơn người dân xa lạ. Chị em tụi nó chắc biết rõ tánh ý nhau, mình cũng hơi yên bụng.
con chị tốt thì con em cũng vậy. Con chị hiền lành, con em cũng không đến nỗi tệ. Ngó qua cử chỉ của con nhỏ này thấy cũng được, nghiêm trang tề chỉnh. Cứ thử một vài bữa là mình biết liền hà. Thôi được cô Tư à, để con này giúp việc cho tôi đi. Chị tính có được không, hay là cho nó về? Mã Kim Hoa ngắm nhìn Trọng Đức một hồi, thông thả nói. Thôi được, bây giờ ở nhà tôi cũng ngặt quá, không có người giúp việc. Tôi đang cần gấp một người, sẵn đây để tôi đưa con nhỏ này về. Mà coi bộ nó hiền hậu, ít ăn ít nói quá. Trông nó có vẻ nhà quê, quê mùa hơn con sen à. Thôi để tôi đem nó về bển, nó làm công việc nhà trong đôi ba bữa thì biết tánh nết của nó liền. Hễ nó làm công chuyện được, tôi để cho nó ở bển luôn. Còn như nó quá vụng về thì tôi đưa nó trở qua. Chị tính như vậy cũng được. Cái này tôi nói thiệt nha, tôi nói trước đặng sau này chị em mình khỏi mít lòng nhau. Ờ, có chi đâu chị. Chị em đâu có chuyện buồn phiền mít lòng. Ấy, thà mình nói trước cô Tư à. Dầu sao tôi cũng cố hết sức. Công việc nhà của tôi cũng không có gì bề bộn cho lắm. Cũng giống hệt như nhà cô vậy, có công việc lặt vặt làm hoài à. Đứa nào siêng năng mới ở được, còn làm biến tối ngày nhí nha nhí nhảnh không làm được đâu. Mình cứ mướn nó thử trong vài ngày. Dạ, theo em thì em thấy nó làm công việc cũng được lắm. Chỉ có cái là nó ít nói. Ôi, ít nói càng dễ chịu chứ sao. Nó còn khờ khạo lắm, sai đâu làm đó hà. Nói gì nghe không dám cãi. Cô Tư à, để tôi đưa nó về bên nhà liền rồi tôi trở qua. Bộ chị tính đưa nó đi liền sao? Bây giờ cũng còn rộng ngày giờ. Thôi chị ở chơi mà, gấp rút gì dữ vậy chị? Ở lại đây ăn cơm nước với tụi em. Mã Kim Hoa nhìn cô Tư Hạnh và tiếp giọng lo ngại. Cô bệnh hoạn mà đi coi hát được không? Dạ được chứ, bệnh cảm sơ sài. Em đã cạo gió đánh gió rồi, uống thuốc vô là khỏi chứ gì. Từ lúc cạo gió tới giờ, trong người em cũng thấy khỏe nhiều lắm. Cô bà Dung bước lại sờ trán em gái, thấy có vết đỏ bắt gió ở trên trán, và lật lưng áo lên xem, thấy có những lằn đỏ. Cô bà Dung không còn nghi ngờ gì nữa. Vì lúc đầu nàng lo sợ em gái của nàng có hành động ám muội với cô gái lạ mặt ở trong phòng, vì nàng đã lên tiếng réo gọi thật lâu mà không nghe một ai lên tiếng cả. Nàng nghi ngờ cô gái lạ mặt nên cứ đứng ngắm nghía hoài. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu, nàng nhìn thấy cô gái cũng có vẻ mặt hiền lành và để lộ những cử chỉ thật ngây thơ chất phác. Cô bà Dung nhỏ giọng hỏi: Hạnh, mày có uống thuốc gì chưa? Có, em có uống rồi. Mày uống thuốc cảm rồi hả? Dạ. Mày uống thuốc chặn trước ấy, tốt hơn. Không thôi nó làm qua cảm nặng thì nguy. Con Tốt cạo gió cho mày đó hả? Dạ, em nhờ nó cạo giùm. Lưng mày có gió nhiều à? Nó cạo đỏ lưng hết nè. Có thoa dầu thêm không Hạnh? Có rồi chị ba. Em nằm em nghe chị nói chị Kim Hoa kêu em, nhưng mệt mỏi trong người lừ đừ, em không lên tiếng được. Con Tốt cũng khờ khạo hết sức, nó ngậm câm miệng luôn à. Con nhỏ này coi bộ lừng khừng quá. Dạ, nó khờ lắm chị ba. Không biết nó về bển nó làm công chuyện được không. Ngại có gì mà mình mang tiếng. Coi vậy chứ không đến nỗi nào. Mã Kim Hoa vội tiếp giọng: Cô ba yên tâm, không sao đâu. Cái gì nó không rành thì tôi chỉ biểu thêm cho nó. Tôi chỉ cần một đứa siêng năng, hiền và thật thà là đủ. Bây giờ cô ba cô Tư lo dùng cơm nước xong xuôi, tôi đưa con nhỏ này về bển, rồi sớm trở qua. Chừng đó mình đi coi hát lại vừa ngang hai cô. Mã Kim Hoa xoay mặt nói với Trọng Đức: Em xin phép cô ba cô Tư rồi theo tôi xuống ghe. Cô Tư Hạnh giật mình hốt hoảng, vì nàng biết Trọng Đức theo Mã Kim Hoa về nhà thì mọi sự sẽ đổ bể hết. Uổng công nàng che giấu Trọng Đức từ chiều tới giờ. Chị Kim Hoa, chị tính đi liền. Ý, không được đâu chị. Mã Kim Hoa sửng sốt kêu lên, và cô ba Dung lại cau mày suy nghĩ: Ủa, sao không được hả cô Tư? Sao mặt mày cô tái mét vậy? Hạnh, mày làm gì kỳ cục vậy? Mặt mày mày sao tái xanh kìa. Ờ, đâu có gì. Sao mày nói cái gì mà không được? Bộ mày muốn giữ con Tốt ở lại đây hả? Kiếm được người rồi thì để chị đem về bển phụ giúp công việc cho chị. Mày giữ ở bên này làm gì? Một mình con Lành cũng đủ rồi, thêm con Tốt. Chỉ có mình mày mà hai ba con ở giữ vậy? Không phải, em muốn cầm giữ chị Kim Hoa ở lại ăn cơm cho vui.
con tốt gấp rút gì về bển, mai chiều nó qua liền làm cũng được vậy. Mã Kim Hoa vuốt ve bàn tay của cô Tư Hành và cười tủm tỉm. Thôi cô Tư à, để khi khác mình ăn chung bàn. Bữa nay tôi muốn đưa gấp nó về đặng nó dọn dẹp trong nhà, công việc còn bề bộn lắm. Vả lại nhà cửa không có ai trông coi, đưa nó về đặng nó coi chừng coi đổi luôn. Tôi đi coi hát tới khuya lơ tôi mới về tới. Công việc gì dữ vậy chị? Thủng thẳng mà. Nếu bữa nay con Lành nó không dẫn con tốt tới đây, chị cũng chưa kiếm được người làm, chị cũng đi coi hát. Công việc ở nhà cũng tạm gác chứ có ai đâu mà lo liệu. Chị cứ nghĩ như vậy đi, không cần phải gấp rút về bển. Cô bà Dùng lên tiếng rầy em. Mày kỳ quá đó Hạnh à, mày giữ con tốt ở đây làm gì hả? Để cho nó về bển đặng dọn dẹp nhà cửa. Hết tập 5. Còn tiếp